Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2015. Chương trình có những nội dung chính sau. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại huyện Trà Ôn về thu chi ngân sách năm 2015 tại địa phương. Phóng sự Vĩnh Long tích cực phòng bệnh tay chân miệng. Tin trong nước, mở rộng đối tượng dự tuyển lãnh đạo cấp vụ sở phòng. Đến ngày 20 tháng 9, cả nước có hơn 1.400 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình khảo sát giám sát trong 6 tháng cuối năm, sáng nay, đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Khắc Nhu, Ủy viên Thường trực, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đến khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 tại huyện Trà Ôn. Tham gia đoàn còn có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ công tác thu chi ngân sách trong năm 2015, ngay từ đầu năm, huyện Trà Ôn đã thực hiện việc lập dự toán và xây dựng phương án phân bổ ngân sách nhà nước theo đúng quy định nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời và quản lý điều hành công tác thu chi ngân sách theo đúng chế độ định mức. 9 tháng đầu năm, huyện Trà Ôn đã thu ngân sách nhà nước đạt trên 82% dự toán năm, ước năm 2015, tổng thu ngân sách của huyện sẽ đạt 45,4 tỷ đồng, vượt 7,6% dự toán đã đề ra. Tuy vậy, tình hình thu ngân sách vẫn còn một số khó khăn như một số khoản thu đạt thấp, tình hình nợ động thuế trên địa bàn huyện vẫn còn cao. Đến cuối tháng 8, nợ thuế còn trên 13,2 tỷ đồng, tăng 12,7% so với đầu năm, trong đó có trên 6,2 tỷ đồng nợ khó thu. Thực hiện việc tiết kiệm chi ngân sách nhà nước trong chi thường xuyên và chi trong đầu tư. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tiết kiệm cho ngân sách gần 5 tỷ đồng từ việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên và qua việc cắt giảm đối với các khoản chi không đúng quy định, chi vượt mức. Dịp này, huyện kiến nghị Cục Thuế quan tâm hỗ trợ trong thu hồi nợ động thuế, nhất là đối với những doanh nghiệp có số nợ động thuế lớn. Đoàn khảo sát đã đánh giá cao những nỗ lực của huyện Trà Ôn trong việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách theo đúng quy định nhà nước. Và lưu ý trong những tháng cuối năm, huyện cần tập trung thực hiện hoàn thành công tác thu ngân sách theo dự toán đã đề ra, tăng cường công tác thu nợ động thuế, thực hiện việc chi ngân sách tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời lập bộ thuế, dự toán các nguồn thu thuế trong năm 2016, sát với tình hình thực tế tại địa phương. Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cho các đảng viên mới khóa 2 năm 2015. Tham gia lớp bồi dưỡng có 121 đảng viên mới ở 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong 9 ngày, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, học viên được tiếp thu 9 bài học cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đường lối chiến lược phát triển kinh tế xã hội, công tác phát triển giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài ra, học viên còn được triển khai các nội dung về tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế, tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở và chuyên đề không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Cộng sản Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã chuẩn y kết nạp 128 đảng viên mới, đạt hơn 85% kế hoạch. Tiếp theo là cụm tin nhắn phản ánh hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội tại một số địa phương trong tỉnh. Trong hai ngày 26-27 tháng 9, đoàn khám bệnh thiện nguyện Rambis et Dovian Cộng hòa Pháp phối hợp cùng Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 600 bà con đồng bào dân tộc Khmer của hai xã Đông Bình và Thuận An, thị xã Bình Minh. Tổng kinh phí cho đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí lần này là 90 triệu đồng do tổ chức Rambis et Dovian tài trợ. Tại xã Đồng Phú, huyện Đông Hồ, 400 người dân nghèo và cận nghèo của xã đã được đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh và cấp miễn phí từ 5 đến 7 ngày thuốc. Tổng trị giá cho đợt khám bệnh và cấp thuốc lần này là trên 120 triệu đồng do Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh trích từ kinh phí của bệnh viện và vận động tài trợ. Dịp này, nhóm tình nguyện Dấu Chân Xanh thành phố Hồ Chí Minh cùng kết hợp tổ chức lễ hội trăng rằm và tặng 300 phần quà cho hộ nghèo, 150 phần quà cho học sinh nghèo và hơn 1.000 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi của xã Đồng Phú với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, do thời tiết thay đổi bất thường nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng diễn biến phức tạp. Hiện nay song song với bệnh sốt xuất huyết thì bệnh tay chân miệng cũng đang gia tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em. Nhằm khống chế không để bệnh lây lan thành dịch và hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, ngành y tế Vĩnh Long đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống căn bệnh nguy hiểm này.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về bệnh tay chân miệng là một trong những biện pháp đang được ngành y tế Vĩnh Long đẩy mạnh, đặc biệt là tại các địa phương có nhiều trường hợp mắc bệnh. Qua đó đã góp phần giúp người dân nắm tình hình bệnh tay chân miệng hiện nay, nguyên nhân gây bệnh, đường lây truyền và những biểu hiện đầu tiên khi mắc bệnh. Qua buổi truyền thông hôm nay giúp cho tôi hiểu được để phòng ngừa cái bệnh tay chân miệng thì chúng ta nên vệ sinh sạch sẽ dụng cụ cho bé như đồ chơi, quần áo, cho trẻ ăn chín uống sôi, thường xuyên vệ sinh sàn nhà. Khi tiếp xúc với bé thì mình cũng vệ sinh tay chân sạch sẽ bằng xà phòng. Và khi bé có các biểu hiện như sốt, co giật và sốt trên 39 độ thì mình nên đưa bé đến cơ sở y tế. Xác định trường học là môi trường rất dễ lây lan bệnh tay chân miệng. Bên cạnh truyền thông trực tiếp ngoài cộng đồng, các trung tâm y tế còn phối hợp với các điểm trường mầm non, mẫu giáo, triển khai nhiều giải pháp phòng chống. Trong đó, cấp và hướng dẫn sử dụng thuốc chloramin B để vệ sinh lớp học và đồ chơi cho trẻ đang được ngành y tế thực hiện. Vì đây là biện pháp được đánh giá cao trong việc ngăn chặn mầm bệnh tại những nơi tập trung đông trẻ, đối tượng chủ yếu mà bệnh tay chân miệng tấn công. Bệnh tay chân miệng là cũng là một bệnh phổ biến hiện nay. Thì đầu năm, hàng năm thì trường đã phối hợp với trạm y tế để có bước chuẩn bị về vật chất cũng như là một số thuốc để phòng bệnh. Thì ở đây thì phối hợp với trạm y tế để xin cái Blomin B để hàng tuần thì giáo viên vào ngày cuối tuần thì sẽ rửa đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị trong trường và phơi nắng. Đối với trẻ thì hàng ngày thì chuẩn bị xà phòng để rửa tay cho trẻ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Tính đến thời điểm tháng 9 năm 2015 thì bệnh tay chân miệng ở huyện Long Hồ xảy ra thì cao hơn các cái huyện khác. Trước tình hình trên thì Ban đốc Trung tâm Y tế Long Hồ cũng có những kế hoạch để khống chế và không có để cho dịch bệnh phát sinh. Cái thứ nhất là hợp đồng với đài truyền thanh của huyện tuyên truyền một tuần là 3 lần trong cái 3 tháng cuối năm này. Cái thứ hai là làm kế hoạch tổ chức cái tuyên truyền nhóm cho 5 xã có cái tỷ lệ mắc cao nhất. Giám sát cái tình hình dịch bệnh trên các cái địa bàn cũng như là các xã mà có tỷ lệ mắc cao. Thứ tư là mời các cái giáo viên của cái trường mẫu giáo để mà nhắc lại cái triệu chứng nguyên nhân như là tập huấn lại cái tay chân miệng cho các cô giáo để khi mà về trường có thể phát hiện được những cái ca bệnh mà thế là hướng dẫn để mà chúng ta cho để xử lý bệnh kịp thời. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 950 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tuy giảm so với cùng kỳ năm trước. Nhưng có rất nhiều trường hợp nặng và bệnh cũng đang tăng tại các địa phương trong tỉnh. Nếu so với tháng 8, các trường hợp mắc bệnh trong tháng 9 tăng gần gấp đôi. So với những năm trước thì bệnh tay chân miệng nói chung là diễn tiến cũng còn rất là phức tạp. Có những trường hợp trẻ vô với tình trạng nặng như là trẻ có rung chi, trẻ có nhịp thở nhanh bất thường. Và có những trường hợp trẻ có triệu chứng là siêu hấp trụy tim mạch. Đối với bệnh tay chân miệng thì người dân khi mà phát hiện trẻ có sốt và có nổi những bóng nước hoặc là ở miệng hoặc là ở lòng bàn tay hoặc bàn chân hoặc là không có nổi những cái hồng ban bóng nước mà trẻ có sốt cao liên tục kèm theo giật mình chế với thì phải đưa đến cơ sở y tế. Hiện nay ở tại bệnh viện đa khoa tỉnh này thì cũng được trang bị những thứ thuốc rất là khi mình điều trị rất là có hiệu quả, nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì cái kết quả nó như mới được như là mong muốn. Theo khuyến cáo của ngành y tế, với thời tiết như hiện nay đang tạo điều kiện thuận lợi cho vi trùng, siêu vi trùng gây bệnh đường tiêu hóa phát triển, đặc biệt là bệnh tay chân miệng, và bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp ít nhất đến hết tháng 12 năm nay. Vì thế, bên cạnh các biện pháp phòng chống của ngành chuyên môn, người dân cần quan tâm giữ vệ sinh cho trẻ, không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường để có biện pháp bảo vệ tốt sức khỏe con em mình trước căn bệnh nguy hiểm này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời khu vực đường dẫn cầu Cần Thơ giai đoạn 2015-2020 quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, khoảng cách quy hoạch có chiều dài gần 5 km đi qua 4 xã phường của thị xã Bình Minh là Thuận An 3 bản, Đông Bình 3 bản, Đông Thuận 13 bản,
Mỹ Hòa 9 bản, trong đó 2 bản dành cho cổ động chính trị và 26 bản còn lại dành cho mục đích quảng cáo khác, được quy hoạch theo tiêu chuẩn bản quảng cáo ngoài trời tấm lớn hai mặt với một chân trụ và có diện tích bề mặt là 200m². Khoảng cách tối thiểu giữa hai bản liền kề trên đoạn thẳng là 200m và đoạn đường cong là 130m. Đối với đất công, nhà nước tổ chức đấu thầu và doanh nghiệp trúng thầu xây dựng bản quảng cáo. Còn đối với đất thuộc quyền sử dụng của cá nhân, doanh nghiệp tự thỏa thuận để thuê đất xây dựng bản quảng cáo. Theo thống kê của ngành chức năng, 9 tháng của năm 2015, chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã tăng trên 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành công nghiệp có mức sản xuất tăng cao như ngành đóng tàu và xà lan tự hành tăng hơn 3 lần, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng tăng trên 47%, sản phẩm thuốc lá tăng trên 33%, giá trị sản xuất các ngành may mặc, sản xuất giày các loại, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đều duy trì mức tăng trưởng từ 15% đến 20%. Tuy nhiên, do vẫn còn nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nên trong 9 tháng qua, vẫn có một số ngành sản xuất công nghiệp có mức sản xuất giảm như ngành chế biến thủy sản, ngành xây xát, ngành sản xuất gạch, gốm sứ. Theo đánh giá của ngành chức năng, với tốc độ phát triển như hiện nay, năm 2015, ngành công nghiệp Vĩnh Long sẽ đạt mức tăng trưởng trên 12%. Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 của tỉnh Vĩnh Long giảm 0,04% so với tháng trước. Trong đó, khu vực thành thị tăng 0,18%, khu vực nông thôn giảm 0,13%. Nguyên nhân là do trong tháng, giá xăng dầu, giá ga tiếp tục được điều chỉnh giảm với mức giảm khá sâu. Qua ra, do giá phần lớn các mặt hàng thực phẩm tươi sống đều giảm so với tháng trước. Trong tháng, có 17 trên 32 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ổn định giá so với tháng trước. Có 9 trên 32 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tăng giá và chỉ có 6 trên 32 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng giảm giá, nhưng tác động kéo giảm CPI của tỉnh. Trong đó giảm chủ yếu là nhóm hàng lương thực, thực phẩm, nhà ở và vật liệu xây dựng, giao thông. Theo tính toán của ngành chuyên môn, sau 9 tháng, CPI của tỉnh Vĩnh Long chỉ tăng 0,09%, thấp hơn tốc độ tăng CPI cùng kỳ năm 2014 là 2,33%. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa, sản xuất nông nghiệp thường gặp nhiều khó khăn, nhất là sản xuất rau màu. Ngoài ảnh hưởng việc ra qua đậu trái thì mùa mưa, nhiệt độ ẩm độ không khí tăng cao là điều kiện cho nhiều loại sâu bệnh tấn công gây hại, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống được gần 9.300 hecta màu, đạt trên 90% kế hoạch. Trong số này có 265 hecta màu đang bị sâu bệnh tấn công gây hại. Đáng chú ý là bệnh đốm lá di khuẩn trên hành lá, bệnh đang gây hại phát triển mạnh trên các ruộng trồng hành tại huyện Bình Tân. Để chăm sóc tốt các ruộng màu, hạn chế sâu bệnh hại, ngoài việc thường xuyên thăm đồng, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân nên chú ý chọn nơi đất cao, làm đất kỹ nhằm tránh tình trạng rau màu bị ngập úng khi có mưa lớn. Không nên làm đất quá nhuyễn vì dẫn đến đất bị lèn mặt, thiếu oxy sẽ làm nghẹt rễ, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây. Đề án đổi mới phương thức tuyển chọn công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng đã được Bộ Nội vụ xây dựng và Bộ Chính trị vừa thông qua. Đề án quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đề xuất giới thiệu nhân sự tham gia dự tuyển. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính về nhân sự này nếu được bổ nhiệm. Phạm vi đối tượng dự tuyển cũng được mở rộng, không bị giới hạn trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Một trong những điểm mới nữa của đề án đó là thay đổi nội dung và kết cấu phiếu tín nhiệm, đảm bảo thực chất là phiếu giới thiệu, trong đó có phần thông tin liên quan đến người tham dự tuyển và phần nội dung đánh giá mức độ tín nhiệm của người tham gia dự tuyển. Đề án sẽ được áp dụng thí điểm từ quý 3 năm 2015 đến quý 3 năm 2018, tập trung vào khoảng 1/3 số bộ ban ngành trung ương và 1/3 số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 47 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Theo đó, nhiệm vụ giải pháp đầu tiên của chương trình là đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành địa phương, cơ quan, tổ chức đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cụ thể, các bộ ngành địa phương, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Nơi nào, địa phương nào để tình hình cháy nổ xảy ra phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, thì thủ trưởng bộ ngành địa phương, cơ quan, tổ chức nơi đó chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật. Chương trình nêu rõ,
Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng qua, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã tăng đột biến nhờ các dự án lớn. Tính đến ngày 20 tháng 9, cả nước có hơn 1.400 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Tính chung cả vốn đầu tư cấp chứng nhận mới và tăng thêm trong 9 tháng đầu năm nay đạt 17,15 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2014. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm nay có sự tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2014 là do trong tháng 8 và tháng 9 đã cấp phép một số dự án có tổng vốn đầu tư lớn như dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2, dự án công ty Samsung Display của Việt Nam và Hàn Quốc. Hiện, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. Tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng, đề nghị Thường vụ Quốc hội cho áp dụng cơ chế đặc thù đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành trong vấn đề giải phóng mặt bằng. Nếu không thực hiện giải phóng mặt bằng ngay từ bây giờ, dự án này khó có thể được khởi công trong năm 2018 như kế hoạch. Theo đó, tỉnh kiến nghị cho tách tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và ứng vốn để địa phương bắt tay vào việc thực hiện thay vì phải chờ đến khi báo cáo khả thi dự án được trình lại xin ý kiến Quốc hội. Lý do, theo tỉnh Đồng Nai, các quy định hiện nay bắt buộc việc giải phóng mặt bằng khi dự án đã được Quốc hội thông qua báo cáo đầu tư. Do đó, đối chiếu vào kế hoạch của chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, thì dự kiến sớm nhất cũng phải vào giữa năm 2017, đơn vị này mới trình bản báo cáo khả thi lên cơ quan quyền lực cao nhất. Khi đó, công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư nếu chỉ có hơn 1,5 năm để thực hiện thì khó hoàn thành. Vào khoảng 4 giờ ngày 28 tháng 9, tại km 27, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, trên làn đường hướng từ Tiền Giang về thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan làm một người chết tại chỗ. Có mặt tại hiện trường, ông Phùng Gia Ngon, Phó Ban An toàn Giao thông tỉnh Long An cho biết, chiếc xe gặp nạn đầu tiên là xe du lịch 52 chỗ bị lệch qua phía con lương đường làm phụ xe chết tại chỗ. 4 chiếc xe khác tiếp tục tông chồng lấn vào nhau, hư hỏng nặng và làm 4 người khác bị thương. Tại hiện trường, một chiếc xe khách loại 50 chỗ đâm đầu xuống ruộng cỏ phía làn đường đối diện, hướng đi thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Riêng 4 chiếc xe còn lại hư hỏng nặng vẫn còn nằm trên đường cao tốc. Đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 9, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải tỏa do tình trạng kẹt xe cục bộ diễn ra trên làn đường hướng từ Tiền Giang về thành phố Hồ Chí Minh. Hiện lực lượng công an đang khẩn trương giải tỏa khu vực tai nạn, tiếp tục làm rõ vụ việc, dọn dẹp hiện trường để lập lại lưu thông cho đường cao tốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Liên tục chương trình là phần tin quốc tế với những nội dung chính như sau. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Mỹ hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy ở Syria là bất hợp pháp và không mang lại hiệu quả. Chính phủ Tây Ban Nha bác bỏ kết quả bầu cử địa phương ở vùng Catalonia và khẳng định sẽ tiếp tục chống lại xu hướng ly khai ở vùng lãnh thổ tự trị này. Người dân tại nhiều nước trên thế giới có cơ hội nhìn thấy siêu trăng máu, một hiện tượng thiên nhiên hiếm hoi. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho rằng việc Mỹ hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy ở Syria là bất hợp pháp và không mang lại hiệu quả. Theo ông Putin, các tay súng đối lập mà Mỹ hỗ trợ đang trên đường gia nhập tổ chức phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS cùng với các loại vũ khí mà Washington cung cấp. Trả lời phỏng vấn trên một số kênh truyền hình vào đêm qua trước thêm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Putin cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad xứng đáng nhận được sự hỗ trợ quốc tế khi ông này đang đấu tranh chống lại các tổ chức khủng bố và việc viện trợ cho phe đối lập chống lại ông Assad là bất hợp pháp. Theo quan điểm của tôi, việc hỗ trợ quân sự cho các tổ chức bất hợp pháp là đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp quốc tế hiện đại và Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cho đến nay, Tổng thống Nga Putin vẫn luôn cho rằng vai trò của chính quyền Damascus cần phải được tính đến trong các nỗ lực quốc tế chống IS. Song điều này lại bị Mỹ bác bỏ. Tổng thống Putin cũng cho biết việc Nga hỗ trợ cho chính phủ của ông Assad dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Cái mà mọi người gọi là sự hiện diện của Nga tại Syria thực chất chỉ là cung cấp vũ khí, đào tạo nhân sự cho chính phủ Syria và viện trợ nhân đạo cho người dân Syria. Chúng tôi làm điều đó theo yêu cầu từ chính phủ hợp pháp của Syria. Điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Dự kiến Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau vào cuối ngày hôm nay sau khi ông Putin có bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Cho đến nay, dù cả Moscow và Washington đều chia sẻ những quan ngại về mối đe dọa từ tổ chức phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS, nhưng vẫn bất đồng trong cách tiếp cận vấn đề. Quân đội Iraq vừa cho biết, nước này cùng với Nga, Iran và Syria đã đạt được một thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin tình báo và an ninh trong cuộc chiến chống IS. Trong một tuyên bố được đưa ra vào hôm qua, quân đội Iraq đã công bố thỏa thuận trên nhằm mục tiêu đối phó với mối đe dọa từ phiến quân IS và tiêu diệt các cứ điểm của tổ chức này ở Iraq và Syria. Theo đó, một ủy ban chuyên trách với đại diện của bốn nước gồm Iraq, Nga, Iran và Syria sẽ được thành lập để chia sẻ và đánh giá thông tin về IS. Ủy ban này sẽ dạch ra các chiến dịch quân sự, chỉ huy các đơn vị vũ trang cùng tham gia chiến đấu chống IS. Trước đó, hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn một nguồn tin quân sự tại nước này cho biết, một trung tâm hợp tác Baghdad về vấn đề an ninh sẽ do các quan chức của bốn nước nói trên luân phiên lãnh đạo, bắt đầu từ quan chức của Iraq. Cũng liên quan đến cuộc chiến chống tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS, Tổng thống Pháp François Hollande cho biết, trong đợt không kích đầu tiên nhắm vào lực lượng phiến quân này tại Syria, 6 chiếc máy bay chiến đấu của Pháp đã quanh kích một trại huấn luyện của IS và phá hủy nhiều mục tiêu khác. Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, Mỹ, Tổng thống François Hollande khẳng định, cuộc không kích đầu tiên của Pháp tại Syria đã nhắm vào một trại huấn luyện của IS vốn đe dọa an ninh của nước Pháp. Khu trại bị phá hủy nằm gần thị trấn Deir ez-Zor, miền đông Syria. Cuộc không kích không gây thương vong cho dân thường. Ông Hollande cho biết nếu cần thiết, Pháp sẽ tiến hành thêm các cuộc không kích trong những tuần lễ tới, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu vì đã cung cấp các thông tin hữu ích để Pháp thực hiện thành công cuộc không kích này. Tổng thống Hollande cũng cho rằng giải pháp chính trị cuối cùng cho cuộc khủng hoảng tại Syria không nên bao gồm sự tham gia của Tổng thống Bashar al-Assad. Sau khi kết quả chính thức cuộc bầu cử địa phương ở vùng Catalonia được công bố, với thắng lợi thuộc về phe chủ trương ly khai, sáng nay, chính phủ Tây Ban Nha đã lập tức bác bỏ kết quả trên, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chống lại xu hướng ly khai ở vùng lãnh thổ tự trị này. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Madrid, phát ngôn viên chính phủ Tây Ban Nha, ông Pablo Casado nhấn mạnh, đa số người dân ở Catalonia đã từng bác bỏ nền độc lập cho vùng tự trị này. Song, điều mà chúng tôi đang quan ngại là những người có xu hướng ly khai đang cố gắng tiếp tục gây chia rẽ xã hội tại đây. Ông Pablo Casado cũng khẳng định rằng, chính quyền trung ương và đảng nhân dân cầm quyền ở Tây Ban Nha sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp nhằm bảo đảm sự thống nhất của Tây Ban Nha. Theo kết quả chính thức, cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào hôm qua ở vùng Catalonia, Liên minh ủng hộ sự độc lập cho khu vực này, gồm đảng Hội tụ và Dân chủ CDC và nhóm cánh tả CUB giành đa số ghế trong cơ quan lập pháp gồm 135 ghế. Kết quả trên được cho là sự quyết định tương lai của vùng tự trị Catalonia bởi phe chủ trương ly khai trên từng tuyên bố sẽ thực hiện tiến trình đòi độc lập tách khỏi Tây Ban Nha. Chương trình xin được tiếp tục với một số tin nhắn đáng chú ý. Mở đầu là tin về chính phủ Cộng hòa Trung Phi ban hành lệnh giới nghiêm trên khắp thủ đô Bangui sau vụ bạo lực đẫm máu. Hàng ngàn người cảnh sát và binh lính đã được triển khai lập chốt an ninh trên các tuyến phố ở thủ đô Bangui. Từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày 27 tháng 9 giờ địa phương, tất cả người dân tại đây đã bị cấm đi lại và tụ tập. Không rõ lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài trong bao lâu. Động thái này diễn ra sau khi một nhóm người Hồi giáo tấn công vào một khu phố của người Cơ đốc giáo, khiến hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương hôm 26 tháng 9. Đây cũng là vụ bạo lực sắc tộc tồi tệ nhất xảy ra trong một năm qua ở nước này. Bộ Thương mại Hàn Quốc mới đây cho biết, lượng du khách nước ngoài tới nước này trong tháng 9 năm 2015 đã tăng trở lại bình thường so với mức trước đây, sau khi sụt giảm nghiêm trọng trong vài tháng qua do ảnh hưởng của dịch bệnh hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS. Theo bộ trên, sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch Hàn Quốc có được là nhờ nỗ lực của chính phủ và doanh nghiệp, trong đó có việc chỉ định nhiều người nổi tiếng làm đại sứ du lịch, quảng bá văn hóa của Hàn Quốc ra nước ngoài. Hôm qua, một hố tử thần to bằng sân bóng đá đã nuốt chửng nhiều căn lều cùng các vật dụng khác tại một khu cắm trại gần bờ biển ở bang Queensland, phía đông bắc Australia. Sự xuất hiện của hố tử thần rộng 140m, sâu 2,7m này đã khiến gần 300 người đi cắm trại gần đó phải sơ tán khỏi bờ biển. Cảnh sát và các đội cứu hộ đã được điều tới hiện trường.
những người cắm trại được cảnh báo không nên quay lại khu vực bờ biển nói trên do lo ngại hố tử thần có thể mở rộng. Tổng thống Mỹ Barack Obama đêm qua đã hối thúc các nhà lãnh đạo trên thế giới nỗ lực hơn nữa nhằm đạt được sự đồng thuận về chống biến đổi khí hậu toàn cầu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này ở thủ đô Paris, nước Pháp vào cuối năm nay. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Obama nhấn mạnh thế giới chỉ còn 2 tháng nữa để thống nhất về một thỏa thuận mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Theo Tổng thống Obama, không một quốc gia nào trên thế giới có thể thoát khỏi những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, song người dân tại các nước nghèo sẽ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta cần thiết lập các công cụ và hỗ trợ tài chính để giúp các nước đang phát triển tiếp cận nguồn năng lượng sạch, thích nghi với biến đổi khí hậu. Chúng ta phải chắc chắn rằng sẽ không có sự sai lầm khi lựa chọn giữa phát triển kinh tế và việc phải hành động để cứu lấy hành tinh. Hồi đầu tháng 8 vừa qua, trong một bước đi nhằm tái khẳng định nỗ lực chống biến đổi khí hậu của chính quyền Washington, Tổng thống Obama đã công bố kế hoạch cắt giảm mạnh lượng khí thải carbon từ các nhà máy điện chạy bằng than đá. Tuy nhiên, động thái này đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi căng thẳng giữa các nhà lập pháp bảo vệ môi trường và các nghị sĩ ủng hộ ngành công nghiệp dựa vào than đá ở Mỹ. Cũng trong bài phát biểu về vấn đề biến đổi khí hậu vào tối qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã cam kết đến năm 2025, nước này sẽ cắt giảm 37% lượng khí thải nhà kính so với mức của 20 năm trước đó. Sau nhiều tuần lễ bị khói bụi do cháy rừng tại Indonesia gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại thủ đô Kuala Lumpur và một số khu vực khác của Malaysia, Bộ Giáo dục nước này đã yêu cầu đóng cửa nhiều trường học từ ngày 28 tháng 9 do những lo ngại về vấn đề sức khỏe. Đây là lần thứ hai trong tháng này Bộ Giáo dục Malaysia phải yêu cầu đóng cửa trường học. Theo đó, các trường học ở thủ đô Kuala Lumpur và ba bang khác sẽ bị đóng cửa do chỉ số chất lượng không khí đo theo giờ tại Kuala Lumpur đã lên đến mức rất có hại cho sức khỏe. Malaysia, Singapore và Indonesia đã trải qua nhiều tuần lễ bị ảnh hưởng bởi khói bụi bắt nguồn từ các đám cháy rừng tại những hòn đảo lớn của Indonesia như Sumatra, Borneo. Đây là những đám cháy được cho là tồi tệ và kéo dài nhất từ trước đến nay. Hàng chục ngàn người ở ba nước nói trên phải tìm đến các cơ sở y tế để điều trị những bệnh liên quan đến đường hô hấp. Hàng chục chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy do tầm nhìn bị ảnh hưởng. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia hôm 26 tháng 9 cho biết các đám cháy đang tiếp tục lan rộng, bất chấp nỗ lực dập lửa của hơn 25.000 người. Chỉ số ô nhiễm không khí tại một số thành phố của Indonesia đang ở gần mức nguy hiểm. Đêm qua, người dân tại nhiều nước trên thế giới đã có cơ hội được nhìn thấy siêu trăng máu, một sự kiện thiên văn hiếm hoi khi hiện tượng siêu mặt trăng và nguyệt thực xuất hiện cùng lúc. Siêu mặt trăng xuất hiện khi mặt trăng tiến đến điểm gần nhất so với trái đất trong quỹ đạo hình elip quay quanh hành tinh của chúng ta. Các nhà khoa học cho biết, khi hiện tượng siêu trăng máu diễn ra, trái đất và mặt trăng ở vị trí thẳng hàng hoặc gần như thẳng hàng. Trong giai đoạn bị che khuất, bóng của trái đất bao phủ mặt trăng, ánh sáng bị tán xạ trên bề mặt trăng. Trong đó, ánh sáng đỏ bị tán xạ ít nhất khiến mặt trăng trông như có màu máu. Đây cũng là thời điểm mặt trăng tròn nhất trong năm nhưng lại không bị che khuất hoàn toàn bởi phần bóng của trái đất. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết, đây là hiện tượng rất hiếm gặp và sẽ chỉ tái diễn vào năm 2033. Hiện tượng tương tự diễn ra gần đây nhất là cách đây hơn 30 năm. Mới đây, tại thành phố Sogionion của Hy Lạp, đã lần đầu tiên diễn ra buổi biểu diễn múa dưới nước với sự tham gia của những người khuyết tật và những vũ công chuyên nghiệp đến từ nhiều nước như Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Pháp. 14 người, trong đó có những vũ công chuyên nghiệp và người khuyết tật đã cùng nhau thực hiện các động tác khéo léo nằm trên nền nhạc im dịu dưới một cái hồ có độ sâu khoảng 5 mét nằm bên một ngôi đền cổ thờ thần biển Poseidon. Chỉ có 40 khán giả được cấp chứng chỉ lặn mới được trực tiếp xem những động tác uyển chuyển của các vũ công ở dưới nước. Những khán giả khác sẽ được xem toàn cảnh buổi biểu diễn thông qua một màn hình lớn đặt bên bờ hồ. Chúng tôi đã mất 2 năm để chuẩn bị thực hiện ý tưởng này. Múa dưới nước đòi hỏi sự kết hợp các kỹ năng múa và lặn. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết hợp các vũ công chuyên nghiệp cùng với trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật. Buổi biểu diễn này sẽ được tiếp tục tổ chức vào tháng tới trong khuôn viên khu rừng của bảo tàng Vores, thị trấn Paiania, vùng Attiki của Hy Lạp. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.